Dạ Quyền xin chào tất cả cô chú anh chị bạn mình. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật giá máy giặt lồng đứng tại điện máy xanh để gửi đến tất cả cô chú anh chị bạn mình xem tham khảo. Cô chú anh chị mình thích mẫu nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình để Quyền có thể tư vấn chi tiết hơn. Và ngày hôm nay xin mời cô chú bạn mình tham khảo trước cái đã nha. Cô chú anh chị mình tìm cái máy giặt mà giá rẻ thì ở đây thì Quyền có dòng máy giặt của Sáp 7,5kg 3,790,000 thôi. Dòng giá rẻ này phù hợp cho các anh chị ở chợ nè. Các bạn học sinh sinh viên ở chợ đó thì chúng ta sẽ trang bị cái máy giặt này rất là hợp lý, và cũng như là những gia đình mình ít người chỉ có 1-2 người thì mình xài cái này là quá ok rồi. Hoàn toàn là tiếng Việt, rất là dễ dùng nha. 7,5kg nha, bảo hành thì chúng ta là 2 năm, và giao hàng toàn quốc luôn nha cô chú bạn mình nha. Thương hiệu của Sáp đến từ Nhật Bản nên mình sử dụng rất là an tâm nha. Đó, về đầu bên, nếu cô chú anh chị mình tìm một mẫu máy giặt bự hơn một chút xíu thì chúng ta sẽ có dòng của Toshiba. Cái dòng này thật sự là Quyền bán rất là chạy nha. Máy còn có một mẫu là 7kg nữa, cũng kiểu dáng như vậy, nhưng mà 7kg thì mức giá nó sẽ 3,90 triệu. Còn cái mẫu này là 8kg thì chúng ta sẽ mức giá là 4,890 triệu. Giá gốc là 5,490 triệu nha, mình được giảm rồi nha. Đó. Cái mẫu này thì bảo hành là 2 năm và chúng ta sẽ được giao hàng miễn phí nè, công lắp đặt nè, tặng cho chúng ta là những cái chương trình khuyến mãi như là hiện tại á là giảm giá. Còn ví dụ như chương trình khuyến mãi tặng thêm có cơ hội trúng là iPhone 15 hoàn tiền chênh lệch nếu ở đâu rẻ hơn và giảm thêm 3% khi mua cùng sản phẩm với mức giá cao hơn. Đó. Mua kèm máy sấy, máy rửa chén giảm tới 15%. Đó, rất là tuyệt vời, có rất nhiều chương trình hấp dẫn tại điện máy xanh. Và chúng ta sẽ nói về cái thiết kế của cái dòng máy giặt này. Máy giặt thì tông màu ở bên ngoài thì chúng ta sẽ có tông màu xám đen. Trên đây là đen nè. Bảng điều khiển thì chúng ta sẽ có bảng điều khiển hoàn toàn là tiếng Việt. Bên đây để chữ 8kg nè. Đó. Phía trên này thì chúng ta sẽ có kính cường lực luôn cô chú anh bạn mình nha. Ở phía trên lồng giặt đây là cái miếng chống chuột nha. Đó. Có nhiều cô chú anh chị bạn mình thấy Quyền quay nó, ủa cái miếng đen đen này là cái gì? Bên đây là miếng chống chuột nha. Ở dưới là dây cấp nước nè. Bên đây là cái chỗ mà để gạt, để lọc cặn. Đây là chỗ để bột giặt, nước giặt. Bên đây là xà bông. Đây, chúng ta sẽ có hai hộp như thế này. Lồng giặt ha, này là 8kg của bạn mình nha. Đó, Quyền hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam, hỗ trợ giao hàng được hết luôn nha. Còn rất là nhiều mẫu khác. Cái bên thì Quyền có cái mẫu 8,5kg của Panasonic, cũng là một trong những thương hiệu Nhật Bản. Panasonic thì được sản xuất tại Việt Nam nè, được bảo hành là 24 tháng nha. Cái mẫu này tông màu đen. Phía trên cũng kính cường lực luôn, và cái bảng điều khiển thì được đặt ở phía bên trái, ở phía trên đây. Chúng ta sẽ có hai cái ngôn ngữ chính, đó là tiếng Việt và tiếng Anh luôn ha. Ở trên ví dụ như nước nguồn này là chữ nguồn ở trên, và chữ power thì ở dưới ha. Đây là tắt mở, nó hoàn toàn là ở trên đây là chúng ta sẽ nhấn được hết luôn ha. Đó. Đây là thương hiệu của Panasonic thì quá là nổi tiếng rồi. 6,790,000 nha, và chúng ta vẫn có rất là nhiều chuyện phải kèm theo. Và bên đây là phía trong cái lồng giặt. Đó. Ở đây thì không có để những cái miếng chống chuột. Ở đây thì khi mình nhìn vào thì nó rất là rộng ha. Ở đây là chỗ mà để bột giặt với nước xả. Đây, đó, bột giặt, nước xả ha. Đây có chữ nha. Đó, để đây, đóng lại, bỏ đồ vô. Không. Và chúng ta sẽ mở và chọn chương trình giặt thôi, bắt đầu giặt. Và chúng ta sẽ quan sát được cái chương trình giặt đồ của máy luôn qua cái kính này. Đó là hiện tại ha. Bảo hành 2 năm, hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam luôn. Chỉ cần liên hệ cho Quyền nói về cái mức giá mà mong muốn mua và cũng như là cái dung lượng cần mua thì Quyền sẽ lọc ra những cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất để gửi đến tất cả cô chú bạn mình nha. Đó. Bên đây thì cái dòng này 9kg thì mức giá nó cao hơn 7,590 triệu, giảm còn 7,440,000. Ở đây chúng ta sẽ có một cái tông màu của màu đen xám đen luôn ha. Đó. Đây là hai cái mẫu này với ngôn ngữ thiết kế nó như nhau nhưng mà nó chênh lệch về nhau số ký thôi. Đó là Panasonic, bảo hành 2 năm, miễn phí giao hàng và giao hàng toàn quốc luôn từ Bắc vô Nam, bảo hành tại nhà luôn của các bạn mình nha, rất là tiện lợi cho chúng ta. Bên đây chúng ta sẽ có dòng điện, dòng máy lọc, máy lạnh. Bên đây thì chúng ta sẽ có dòng máy giặt. Nói lẻo lưỡi luôn rồi. 5,90 triệu giảm còn 5,590,000. Đây là mẫu máy giặt mới dung lượng là 9kg của Toshiba, cũng thương hiệu Nhật Bản. Mẫu này cũng sản xuất tại Thái Lan luôn, này nhập khẩu Việt Nam. Đây là bên trong lồng giặt 9kg ha. Đó. Ngôn ngữ thiết kế thì như nhau. Ở đây là có chỗ để nước giặt, nước xả. Đó. Trên đây thì chúng ta sẽ có cái bảng điều khiển này và có hệ thống gọi là chống đập nè, nó không có rớt xuống gầm gầm nha. Đó. Chống kẹt tay á, tông màu đen.
rất là sạch luôn các bạn mình nha. Đây đạt chuẩn 5 sao đàng hoàng nha. Đó, tem 5 sao. Này là 9 kg ha. À, cái mẫu mã thì 7 kg, 8 kg, 9 kg nó thiết kế hầu như là giống nhau. Và đây có 10 kg nó cũng na ná nhau luôn nè. Để Quyền quay cho các bạn quý vị mình xem. Đây là 10 kg 5.890.000, 6.090 đang giảm còn 5.890.000. À, bảo hành 2 năm luôn nha. Giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam nha. Cái ngôn ngữ thiết kế nó giống giống nhau các bạn. Nè, đó, mình mở lên vậy phải không? Mình sợ kẹt tay á, nhưng nó sẽ không bao giờ đập nha. Đó. Nó hạ từ từ xuống, nó không có nghe cái gầm ha. Đây là kính cường lực luôn nha. Đó, rất là tuyệt vời. À, máy sẽ có 8 chu trình giặt. Đó, 8 chu trình giặt luôn. Cái dòng 10 kg này là số ký đây. 8 chu trình giặt và có lượng tối đa là 10 kg. Và cái máy này phù hợp với thành viên trong gia đình tầm khoảng từ 5 đến 7 người thì chúng ta sử dụng được ha. Hoàn toàn được luôn, giặt bùng mền cũng rất là thoải mái luôn. Lồng giặt thì đây cũng khá là rộng nha. Rộng đặt là dạng ngôi sao pha lê nè. Rất là đẹp. Bên đây thì chúng ta sẽ có một cái dòng gọi là 9 kg nhưng mà cái mức giá thì nó cao hơn. 6.490, 6.90 giảm còn 6.490. Ủa tại sao mà 9 kg mà nó lại cao hơn 10 kg bên kia ta? Tại vì sao cô chú bạn biết không? Đó là nó có tiết kiệm điện inverter và cái động cơ nó là động cơ truyền động trực tiếp nên là cái mức giá nó sẽ cao hơn. Đó, cao hơn. Dĩ nhiên là cái đầu bền nó sẽ cao hơn rồi. Nên là tiền nào cổ nấy của chú bạn mình nha. Cái dòng này 9 kg thôi là 6.490 rồi. Đó. Và chúng ta sẽ có những cái chu trình giặt, cũng có những cái chu trình giặt nè, bằng tiếng Việt rất là dễ dùng như thế này và có đệ chữ nè, 9 kg và inverter ở đây. Đó, rất là dễ nhận biết nha. Cũng là kính cường lực phía trên và bên trong lồng giặt đây cũng là những ngôi sao pha lê. Rất là đẹp. Ở đây chúng ta sẽ có chỗ để nước xả nè và những nước giặt bột giặt bên đây. Tổng lại bỏ đồ vô và bắt đầu giặt. Chọn chương trình giặt thôi. Rất là tiện lợi. Mẫu này thì bảo hành 2 năm, giao hàng toàn quốc luôn. Mẫu này còn có cái mẫu 10 kg nữa nha. Và có tiết kiệm điện inverter thì nó sẽ giá nó sẽ cao hơn xíu. Ok ha. Đó về Toshiba. Còn cô chú các bạn mình thích cái mẫu mà Samsung thì đây là cái mẫu Samsung đây. 9 kg rưỡi. Có tiết kiệm điện inverter luôn nhưng mà mức giá nó rất là êm cho chúng ta. 8.790.000 giảm còn 6.340.000. Bảo hành 2 năm. Giao hàng toàn quốc luôn nha. Cô chú các bạn từ Bắc vô Nam thì cái tông màu này màu xám. Nắp trên là màu đen và có kính cường lực. Khi mình chúng ta kính này thì chúng ta có thể nhìn được cái vận hành bên trong máy. Mở lên đây, nó vẫn có một cái cơ chế chống kẹt tay. Ở đây chúng ta sẽ có cái hộc này là để nước giặt và nước xả trong đây. Rồi chúng ta tổng lại ha. Ở đây là miếng chống chuột đây, ống xả và ống nước vào và cái màn lọc. Đây là chúng ta vẫn có thể để đổ nước giặt nước xả vào đây được ha, nước giặt vào đây được ha. Động lại hả. Ok, của Samsung ha, đạt chuẩn 5 sao luôn nha của chú bạn mình nha. Đây vệ sinh lồng giặt này, có chế độ vệ sinh lồng giặt nè, tiết kiệm điện năng, truyền động trực tiếp luôn nha. Đây là động cơ truyền động trực tiếp luôn nha trên dòng dòng máy giặt Samsung nha. Đó, vừa tiết kiệm điện vừa truyền động trực tiếp, đó rất là ok, rất là bền. Tiếp theo đến với những dòng lớn hơn thì những cái dòng này thì chúng ta sẽ có cái khối lượng giặt nó cao hơn tới 10 kg rưỡi. Thì cái mẫu này của Panasonic với mức giá là 10.590 giảm còn 10.390. Đó. Cái này thì chương trình khuyến mãi kèm theo như giảm 4% khi mua sản phẩm mức giá cao hơn. Cơ hội trúng iPhone 15 mỗi ngày, áp dụng từ ngày 5 tháng 11 cho đến ngày 30 tháng 11. Đó. Dòng này có tiết kiệm điện inverter luôn của chúng bạn mình nha. Đó, cái lồng mặt rất là nhìn rất là rộng nha. Đó. Ở đây là bảng điều khiển phía bên trên, có đại chữ 10 kg rưỡi ở đây. Chữ rất to rõ. Đó. Người lớn tuổi đều sử dụng được luôn nha. Nhìn rất là ngon, không cần phải đeo kính đâu. Đây, phía trong này, đây là cái lồng giặt rất đẹp nha, rất rộng nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có chỗ để bột giặt, nước xả đây. Đó, nguyên cái chậu đây. Có trong chậu muốn đánh hòa tan đó. Ở trên đây nè, chúng ta sẽ có để nè bột giặt nè, nước giặt nè, nước xả vải. Đó, có chú thích tiếng Việt hết nên rất là dễ dùng. Bên đây chúng ta sẽ có thêm một cái thước thủy để chúng ta mua máy về đặt máy cho nó đúng cái thước như này để cho cái máy giặt chúng ta hoạt động nó tốt nhất có thể nha. Đó, tốt nhất có thể luôn. Đây là thương hiệu của Panasonic đến từ Nhật Bản, chúng ta sẽ được bảo hành là 2 năm
và bên Quyền hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam. Cô chú anh chị mình đang tìm mẫu máy giặt lồng đứng nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình để Quyền hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn cho cô chú và bạn mình. Đó, rất là nhiều mẫu nha. Cái bên chúng ta sẽ có những cái dòng như là Aqua 10,5 kg 7,690 giảm còn 6,90, quá giảm luôn các bạn mình ơi, bảo hành 2 năm, giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam luôn nha. Dòng này thì Quyền sẽ không có tiết kiệm điện của chú bạn mình nha. Đó, Quyền tư vấn cái nào có tiết kiệm điện, nó có tiết kiệm điện, không có thì Quyền sẽ thông tin là không có. Máy sẽ có tông màu đen và viền đây là viền mạp rôm inox rất đẹp. Đây là kính cường lực luôn, nhìn được cái vận quá trình vận hành giặt giũ phía bên trong. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái nút bấm này để chúng ta có thể chọn chức năng và cũng như là thời gian giặt xả vải và cái màn hình nhỏ phía đây. Còn khi mà chúng ta điều chỉnh giặt thì giặt bằng núm giặt, đó, rất là tiện lợi, chúng ta giặt tới đâu thì cái bóng đèn nó cháy tới đó ha. Đó, và đây là cái nút bắt đầu, rất là dễ dùng ha. Và phía bên trong lồng giặt chúng ta sẽ có một cái lồng giặt rất là lớn ha. Đó, miếng chống chuột, ống nước đều có đầy đủ. Ở đây chúng ta sẽ có một chữ là bột giặt, nước giặt rất là lớn ha, nước xả vải, nước mềm vải. Đây kéo ra, đó, sẽ có hai hộp như thế này. Ok, và cái tông màu nó là màu xám đen, đó, rất đẹp, rất là sang trọng. Nếu mà cô chú chú thích cái mẫu này mà có nhu cầu là cần phải có tiết kiệm điện để tiết kiệm điện hơn cho gia đình thì bên đây là cái mẫu này cũng y rang như vậy luôn, nhưng mà nó có tiết kiệm điện inverter là 7,990,000 đó, giá gốc lên đến là 9,290 nha, đang giảm nha, Quyền đọc giá giảm đó cô chú bạn mình, và có hỗ trợ góp 0% lãi suất luôn, à, rất là tuyệt vời, màu cũng rất là lớn nha, đó, thấy không? Ok chưa, cũng tông màu đen luôn, đó, rất là tuyệt vời. Nếu mà chúng ta cần cái tiết kiệm điện, còn bên đây thì dung tích nó lớn hơn, khối lượng nó lớn hơn, 11,5 kg 11,990,000 giảm còn 11,390,000, cũng giống như cái mẫu mà Quyền giới thiệu của chú bạn Vinh vừa rồi, nhưng mà cái lồng nha thì nó bự hơn. 11,5 kg của Panasonic, bảo hành 2 năm, bên điện máy xanh, hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam. Cô chú chị mình tìm một cái mẫu máy giặt lớn hơn nữa để mà chúng ta phục vụ cho công việc của chúng ta, như ví dụ như là nhà mình mở nhà hàng khách sạn nè, đó, hay là giặt giũ chăn màn rồi với số lượng nhiều lớn, hoặc là nhà gia đình chúng ta nhiều thành viên thì chúng ta sẽ trang bị những cái máy giặt có cái công suất và số lượng ký cao hơn, như là 12 kg chẳng hạn, với mức giá hiện tại đang giảm chỉ còn 11,90,000, giảm còn 8,790,000 tại điện máy xanh. Giao hàng toàn quốc luôn của chú bạn mình nha, hỗ trợ từ Bắc vô Nam. Đây cái lồng giặt rất lớn nha, giặt giũ mà rất là tiện lợi, và cái mẫu bên đây cũng 12 kg luôn, giá là 13,90,000, giảm còn 10,690. Ủa tại sao mà cái này cũng 12 kg, này cũng 12 kg mà cái màu dòng này nó mắc hơn? Tại vì cái dòng bên đây chúng ta sẽ có một cái tính năng là giặt hơi nước ha, hơi nước, và giặt nó sẽ diệt khuẩn được, nên là cái dòng bên đây nó trang bị cái giặt hơi nước nên giá nó sẽ nhỉnh hơn một xíu so với dòng bên kia, nó một xíu thôi cũng tầm khoảng 2 triệu á. Đó, đây không phải là chỉ về cái giặt hơi nước không, mà nó sẽ có cái dạng như là giặt nó sẽ tiết kiệm điện hơn nữa nha các chú bạn mình nha. Đó, nên là giá nó mới cao vậy. Còn cô chú vậy mình muốn 12 kg không đủ, tầm khoảng 14-16 kg thì đây LG 14 kg 11,990,000, giảm còn 9,590,000. Đây rất là rộng nha. Đó, cô chú anh chị mình tha hồ mà giặt luôn. Chương trình đây rồi, chúng ta sẽ có tiếng Việt, tiếng Anh đầu rất là dễ dùng. Đó, đây kính cường lực luôn nè, rất đẹp. Nói chung là dòng giặt rất là rộng ở bên trong đây. Đó, bên đây nước giặt, bột giặt, bên đây nước xả vải. Ok, tuyệt vời. Đó, còn cô chú chị mình muốn cái mẫu lớn hơn 16 kg thì bên đây, bên đây là 16 kg đây, với mức giá cũng rất là hợp lý, 13,90,000, giảm còn 9,590,000 tại điện máy xanh. Và những cái động cơ này là động cơ chuyển động trực tiếp luôn nha, nó rất là bền và có tiết kiệm điện inverter. Đó, nên những cái dòng này là hôm nay là Quyền bán cũng khá là chạy cho các cô chú anh chị mình mở nhà hàng khách sạn nè, những cái cô chú anh chị nào mà đang có sử dụng dịch vụ như là áo cho mũn gạp rồi đó, giặt chăn mền màn rồi đó, thì rất là thích những cái mẫu như thế này, giặt được tới 16 kg. Đó,
mà giá nó chưa tới 10 triệu nữa, rất là mau lấy vốn nha. À, có tiết kiệm điện, inverter, màn hình phím bấm nào rất là lớn, rất là dễ dùng. Đó, từ lớn đến nhỏ nha. Cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình để Quyền có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn cho cô chú bạn mình. Cũng như là tư vấn cho cô chú mình đúng như cái nhu cầu mình mà đang muốn sử dụng. Đó. Thì tất cả những cái mẫu mà Quyền đang giới thiệu với cô chú anh chị bạn mình là đều có hỗ trợ góp 0% hết. Đó, góp thì chúng ta chỉ cần căn cước công dân đủ từ 20 tuổi đến 60 tuổi thì chúng ta mua góp được rồi nha. Đó, đủ từ 20 tuổi đến 60 tuổi thì mua góp được rồi. Và Quyền cũng nói luôn là Quyền hỗ trợ tiền mặt, nên không hỗ trợ góp được cho cô chú bạn mình. Khi mà cô chú anh chị bạn mình muốn mua góp thì vui lòng cô chú anh chị mình ra trực tiếp cửa hàng điện máy xanh bên Quyền ha. Đó, nếu cô chú anh chị bạn mình đang ở khu vực Cầu Kè, Trà Vinh thì liên hệ trực tiếp cho Quyền, ra trực tiếp điện máy xanh Cầu Kè để Quyền hỗ trợ ha. Đó. Còn cô chú anh chị mình ở khu vực khác thì có thể đến ngay điện máy xanh gần mình để mình có thể mua góp nha. Còn mua tiền mặt thì cứ liên hệ trực tiếp cho Quyền, Quyền hỗ trợ giao hàng tới nhà, lắp đặt xong rồi mới thanh toán tại nhà luôn. Bảo hành cũng vậy, bảo hành tại nhà luôn. Nên cô chú anh chị mình cứ an tâm nha về việc đó nha. Vậy đó, Quyền vừa cập nhật cho cô chú anh chị bạn mình xem tham khảo một số mẫu máy giặt lồng đứng tại điện máy xanh để mà cô chú anh chị bạn mình tham khảo ha. Đó, được mẫu nào thì liên hệ trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình nha để Quyền có thể tư vấn chi tiết hơn. Đó, cảm ơn cô chú anh chị bạn mình rất là nhiều. Đó, thấy video hữu ích thì hãy like, đăng ký kênh ủng hộ Quyền nha. Rồi, xin chào cô chú anh chị bạn mình, hẹn gặp lại cô chú bạn mình trong các video lần sau nha. Cúc cho chú anh chị mình nè nhiều sức khỏe nè, thành công kiếm thật nhiều tiền trong năm 2023. Và cô chú anh chị nào á mà có mua vé số, chúc cô chú anh chị mình trúng số đặc biệt luôn nha. Rồi, mua gì hãy liên hệ trực tiếp cho Quyền. Cảm ơn cô chú anh chị bạn mình rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Bye bye.